Luật nhà ở sửa đổi, người nước ngoài được mua và sở hữu nhà, mọi cánh cửa đều mở. Bản tin Địa ốc FBNC phát sóng lúc 19h30 phút thứ hai hàng tuần, cập nhật tin tức mới nhất về thị trường địa ốc Việt Nam. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nẻo đường tài chính trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính FBNC. Trong các cái chuỗi về nội dung